trong ba chị là chị nào là bị nhiều nhất? Đứa này thôi, không đứa này. À. Không, đẩy nó ngon ngon nha, cho con mẹ gì. À. À, lưng em vừa dụng, lưng em vẫn lành nhiều nè. Trời. Nó cũng ghê vậy, mấy con trẻ nó nặng ghê, nó giống cả hút. À, em cũng nghe cũng lành nhiều đúng không? Nén nén à. Có đài. À, em lưng à, sau lưng của Linh còn bị hả em? Bị hả? Ờ, trời. Nó không cho nó không ghê đó. Trời. Nó cũng trông cho con rồi, nó ngang rồi. Rồi. Cái chậu vậy. Dạ. Tính ra không nghĩ là nó giống mình, mà cuối cùng là nó giống mình. Là em Mỹ, con của chú Ca đây. Cô gái lúc trước là khiến mọi người là rất là xúc động khi mà khóc luôn. Khóc bảo rằng là đi ra đường thì người ta họ nói, họ thấy mình xấu xí, rồi kia nọ người ta hắt hủi đúng không em? Xa lánh. Bây giờ thì sao? Dạ em biết ra đường rồi. Bây giờ em biết ra đường ước gì có được buôn bài thật lạ thôi. Bây giờ ít ra đường rồi. Em ước cái gì? Em ước là có buôn bài thật lạ thôi. Thế em cứ tin tưởng hy vọng là cái mặt mình một ngày nào đó biết đâu sẽ có người giúp em để mà phẫu thuật lại cái mặt không? Dạ ước với đó mà không thấy. Nó kêu họ chào nó không đi. Nó kêu chào thủ thuật cái mặt. Dạ sao cô? Ý họ kêu nó kêu họ chào thủ thuật cái mặt nó đi liền á. À. Thế là nghe con mình nói như thế thì với người làm mẹ như cô thì cô thấy sao? Nó đi chứ, cáo thì đi nó đi chứ. Ừ, lâu nay được cái anh mà đời trước là có liên lạc không? Anh nói anh Quý. À, anh trước hậu à, nói anh hả? Anh đời trước, anh đời trước. Giờ ngươi giận ép mà. À, ông biết, ông cứ đi tìm, ông đi hỏi mấy ai biết. Anh đưa số điện thoại không thì? Đâu, đợt đó là anh gọi trực tiếp, anh đâu đưa số đâu mà nó không. Bởi là chỉ đưa cho nghe thôi. Ảnh mà. Mỹ bây giờ em có ước muốn gì em nói cụ thể câu chuyện của mình, cái hoàn cảnh của mình ra làm sao, bị như thế nào? Em biết nói lắm mà, biết nói chuyện lắm anh. Em nói câu chuyện bây giờ cái với em là một khi một người phụ nữ đúng không, ai cũng muốn mình xinh đẹp, à. Đúng không? Nhưng mà không may mắn nó bị như thế này thì em thấy em buồn ra sao và em mong ước một cái gì? Đó, em nói. Em ước buồn mà không được lẽ thôi. Em buồn là người ta, người ta nói nó. Ừ. Thiệt các bạn. Em ước cho ngang là cái tao của ba ước thì mà hái một mẹt luôn. Thế là sinh con thì chắc không như mình mà cũng muốn sinh dân mình đây. Ba chị em mình khó hay. Vô là bọn chị em, ba chị em cũng mơ ước vậy đó. Thì ba chị em đều trị được hết mấy cái bệnh cục cục này nè. Ra đường cho người ta khỏi nói là bọn em thì bị bệnh gì hơn nọ kia. Cũng có nhiều người họ cũng xem thường họ cái thì bệnh mà sợ rồi so lánh họ cũng ganh ghét họ cái thì sợ mắc mẹt họ rồi với lại họ nghĩ là lai bệnh cho họ đó. Bọn em ba đứa chị em bọn em cũng cũng ước vậy thì cũng người bọn em cũng chữa trị được cái bệnh này đi cho lẹn lén bớt đi để cho người ta khó coi thường người ta khó xem thường bọn chị em mình thôi. Với em thì à, ủa là xong xin công ty hoài mà không ai nhận hết em hay sao? Không phải không ai nhận, bọn em đi làm thì công ty vẫn nhận thôi. Nhưng mà họ đâu đây, họ thấy vậy là họ xa lánh, họ không thèm trao với mình anh. Thế như họ coi thường, họ sợ rồi đó. Lánh em đi làm cũng khó khăn lắm anh. Em đi làm cũng bị trùm mấy chứ em không dám đuổi đâu à. Đi rồi họ thấy, cái họ nái, họ tránh, họ nói. Nên em có đi làm, đi làm ngoài đường thì em có bị trùm lại. Giờ khó nói. Chứ họ thấy rồi cái thì nhiều người hiểu thì họ thông cảm, còn nhiều người họ họ không hiểu, họ coi thường mình lắm anh chứ họ. Bắt đầu cái họ thấy cái thấy ui sao bệnh gớm mẹ ghê vậy. Cái sang họ đi chút khó họ không dám đứng gần mình nữa. Nó nói không thật rằng. Sợ bác ông. Bác Út là tên gì Huy quay nè. Linh. Hả? Linh. Linh, Mỹ, Nga, Linh, đúng không? Nga lớn nhất là chắc từ Mỹ biết. Mỹ là cái người đó. Lâu nay thì có ai ra đường, có ai còn chê trách cái khuôn mặt của em nữa không? Không là chê nhưng mà họ kiểu như họ nói nái sâu nên em đang em chụp hàng á là chậm mấy, chứ em không có thảo tăng đâu.
nói thật nhưng nó không chêm che vào đó, không làm đối không có vô dịch tới đó. Dạ. Như chú thì ba người con gái chú thế này thì với chú thì chú thấy sao và chú có mong ước cái điều gì để cho những đứa con mình? Riêng mình này bây giờ mà sinh con ra nó cũng thấy vậy nhưng mình rất là buồn nhá. À, đúng cứ không nó thấy rất buồn đó, nó nghĩ là sinh con là nó giống như mình nhưng mà là cuối cùng giống mấy nó thấy không buồn đi lò mấy nhưng mà thấy con hỏi con mình nó thấy buồn nó có lên bữa bé giờ mình con mình nó thấy vậy đâu không có được không có chồng không có con ấy không tài trợ nó chồng nó có ngang ngao hái được tháng thế mà có chồng có con mình cũng mừng chứ nào đứa cũng hầm mấy bà mấy mừng ấy rồi. Như vậy là nếu cho chú một điều ước thì chú ca sẽ ước cái gì? Mấy ước là như con mình ở trong nó thuần liền lạ nó nga ngô lạ mạt muối nó như nhân người ngoài đó cho nó mình cứ ước cái đó chờ giờ nó rồi nó có sao mình không ước cho chính bản thân mình trước là lần mình đã dò rồi nè lá mình hồi chuẩn mừng được bây giờ thôi để dò nha con cái nó mình quên về nó thành cho nga thế người lạ mình dò rồi đâu thôi bữa mình cũng khó gần người ta nó con mình nói chờ giờ mình có bãi rồi. Dạ. Lắm nghìn cái có thằng là cái gì cháu ngày xưa là người ta nói mình sao chú có đi khó mà vậy khó mà vậy khó luôn kia rồi nhỏ rồi cho đừng khó khăn không khó mà biết rồi bỏ miết biết là chú bị là từ năm hồi năm mấy tuổi cũng có 10 tuổi cái đầu nó có bị nhỏ rồi. Dạ. Cái hồi mà cả tuổi của chị đây thì có như chị không hay là nhiều hơn chứ. Không biết là nó có nhiều như chị hay là nhiều như bà vậy là có vài năm lắm nữa phải to vậy cho nó cũng to nữa. Dạ. Bên này nó bắt đầu lên nhiều hả anh nữa? Nó nổi lên trên. Nó nổi. Bây giờ con này nó còn nhiều lên. Có nghĩa là hồi chú và cả tuổi của các chị ở đây thì có như vậy không? Nhiều không nhớ. Chú hồi là này. Có bụng. Đi bụng đó. Mình cũng gia đình mình cũng chưa đi khó mà luôn. Chưa, em ước heo ước là có bụng mặt em thật lại với có một mắt một cái gì. Ha, toàn hết. Sao cho nó không ba? Anh vừa quay nó quay rồi. Dạ. Đài luôn mà cả ngon có mục như thế này luôn chứ không phải một hai cái nào này. Mấy cái to lắm. Đồng. Dạ. Bé làm ít trà quá nhưng mà đau chừng nổi. Dạ. Nó đau luôn rồi chú, đau à? Không. Đâu đau đâu đúng không? Bình thường. Cái đau cho nên làm mà đau đó mà khó chạy ngủ với rồi. Nào làm mà trắng cái đâu. Anh đào đài luôn chứ phải đào cái đâu dạ đào khó chứ giờ hất tác còn khó không chú hất tác cả thẹn nó quay nó cũng mất đó là nó khả cho nó không hào nó không đắp sót dòi được sót dòi tầng đài nó trúng trúng dồ trúng không hất người quen biết á người quen này nói tao nó hất quen quá từ giờ nó hất biết ngon thì hơn đó con thiệt á phải chụp ngon vừa chụp ngon có một cái chứ không đơn giản đâu mà mình thiệt chân rồi nữa giữ nó mà đứng cùng gọ là ông được bận ở đó à mà em mà bài ông thơ đem kiện nhau đó với bà chị ghé rồi nữa đó không bị không bị dạ riêng chú bị thôi ba hôm nay mà không có rồi vậy là giờ là ước là đi thứ nhất là biết cái bệnh gì dạ. Nhưng mà con tốt ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mình ba kiểu như là nó bệnh mình thì nó khó chịu. Ước là ba chị em bọn em được chữa trị hết cái bệnh gì, tìm nhỏ tâm, tìm ra để trị được cái bệnh cho ba chị em được như bo người ta. Rồi, hôm nay là có anh Ninh, anh bố tụi trẻ của Lan, nuôi dẫn Lan cho Thao biết nhà. Với chị anh là chị Thu Hiền ở xã Tịnh Kỳ á với thành phố Hồ Ngãi đó có gửi cho Nga với gia đình nha kêu em động viên nha mai mốt là hy vọng là sẽ có người nào đó giúp em đi kiểm tra phẫu thuật cái khuôn mặt như thế nào nha chúc phép tâm ra công an Nga dòng mình nhận cả bên dạ dạ lời ê dạ con này con không có hứa bây giờ con cũng không biết rồi nhiều khi nó là chuyện may mắn vậy á cũng mong là mong đầu tiên là tài khoản người ta chấp nhận biết cho hai tài khoản nó đăng rồi mong tiếp theo là ai đó người nào đó người ta nhất là các y bác sĩ thì sẽ
thấy và sẽ tài trợ hỗ trợ mình để mà có thể mình, thứ nhất là kiểm tra nó là cái bệnh gì, thứ hai là những cái nguyện vọng rất là đơn giản, rất là con người đó, rất là bình dị, đó là làm sao để mình có một khuôn mặt nó bình thường thôi chứ không cần gì xinh đẹp cả, nhưng mà nó không đồng. Em còn đẹp, em có em cần đẹp, ước đẹp bộ mặt thì chưa má não này thôi. Em còn xinh bình đẹp. Bình thường nhưng mà nó không còn giống như một mặt không có như người to thôi chứ còn đẹp sưng mà lớn mà nhỏ. Thế mỗi lần em mang một cái mặt nó đỏ hả? Đỏ hả? Đỏ. Nó sẽ nó càng nó đỏ. Ăn là sao? Ăn cứ mang cái gì bắt buộc nó đồng á, đồng mấy cái lanh cuốn này xuống cái này. Túi cái nó bị cái nó thân ra cái nó bị lấp luôn rồi. Thôi cứ chú làm đi. Anh chị con xin phép. Rồi.